Dạ, kính chào các bác đang lắng nghe cái chương trình về Bồ Tát Đạo, và mình đang nói tới cái đề tài đó là làm sao mà mình hiểu biết cái chuyện tu của mình nó chính xác hơn một chút xíu, và mình tu cái đường Bồ Tát Đạo đó. Thì mình đã có hai cái kỳ mình nói về làm sao mình tu cái đạo Bồ Tát rồi. Thì mình nói rằng là con đường của mình tu đó thì lúc nào nó cũng có ba cái chuyện chính yếu. Là cái đường dọc đó, là cái đường mà mình gọi là mình phát triển cái hướng thượng, là phát triển cái tâm linh của mình đó, hướng thượng. Cái đường mà chiều ngang này đó, là cái chiều ngang, là cái vòng tròn này đó, thì chắc là các bạn qua cái bài cũ các bạn thấy đó. Đây là cái đường phát triển cái hướng thiện, là con đường hướng thiện này là phát triển đó, từ bi hỷ xả và cái quan hệ của mình với người khác. Hướng thượng là con đường tâm linh, và con đường này đó là con đường đó làm sao mình tu thiền định. Và mình có con đường đó mà xoắn trôn, con đường xoắn trôn này đó là mở rộng cái vòng tròn và nâng cao cái đường thẳng. Thì con đường này là con đường mà xoắn, thì con đường này gọi là con đường hướng mỹ hay là con đường phương tiện, hướng mỹ hay là con đường phương tiện thiền xảo. Cái ba con đường này là cái chủ đề mà của con người mình tu đó, là mình tu là tu ba con đường này. Cho nên khi mình tu đó, thưa các bác đó, là mình tu thì dụ như mình tu thiền định mỗi ngày mình có ngồi giờ ngồi thiền. Mỗi ngày đó mình phải đi ra giúp người, mở cái tâm từ bi, mở cái lòng thương và tha thứ của mình ra. Đồng thời mỗi ngày đó mình phải nâng cao cái trí thức, mình phải biết những cái chuyện mà sống trên đời gọi là phương tiện. Thì dụ như mình phải có công việc mình làm thì mình mới có tiền mình sống được. Thì công việc mình làm là cái tay nghề của mình gọi là phương tiện. Thì mình mà phương tiện càng giỏi đó thì mình làm càng nhiều việc, càng cao, càng giỏi, càng hay. Mà nếu mình phương tiện mình không có đó thì thường thường đó mình có rất nhiều khó khăn để mà mình chật vật lắm, mình sinh tồn mình chật vật lắm và mình khó sống, và mình muốn giúp người cũng giúp không được. Một cái chuyện bình thường vô cùng là nhiều khi đó, các bạn muốn lấy là muốn chở những người bạn của mình lên chùa bình thường thôi, nhưng mình không biết lái xe, mình không có xe, mình không biết đường, và mình mệt mỏi, mắt mình mở không ra, nhìn đi lại không được đó, thì mình không có phương tiện để mà chở giúp những người ta tu. Mà giúp người ta tu thì người ta mới mở tâm và người ta mới vui vẻ, thì đó là hướng thiện. Cho nên mình muốn mà tu cái lòng từ bi, muốn giúp người, thì nhiều khi mình phải biết lái xe, mình phải có cái chiếc xe, mình biết đường, và con mắt mình phải tốt. Mà muốn con mắt tốt thì mình phải exercise, mình phải ăn uống cho cẩn thận, rồi mình phải hàng ngày mình phải tập luyện, nhưng con mắt mình nó mới tốt được. Thì những cái chuyện đó gọi là phương tiện. Vì có cái phương tiện đó thì mình mới mở được cái lòng từ bi, cái tình thương mình mới bày tỏ được. Chứ nhiều khi là mình chỉ biết có một cái chuyện thôi đó, là mình chỉ có nói là tôi ở sống tốt, nhưng mà mình không biết phương tiện thì nhiều khi mình giúp người ta cũng không được. Và ngược lại, nhiều khi đó mình không có giúp người ta được đó, thì mình, khi mình ngồi thiền mình ngồi cũng không được, là mình ngồi không yên. Thành do đó đó là có nhiều cái góc độ để mình nhìn đó, và góc độ mà quan trọng nhất của mình nhìn đó là mình có ba cái chiều, là cái chiều đi lên, cái chiều xoắn và cái chiều mở rộng ra. Sau này thì mình sẽ học là làm sao mà giảm thiểu cái chiều mà nó kéo xuống. Cái chiều đi lên hướng thượng, bây giờ cái chiều mà hướng hạ đó nó kéo mình xuống, làm sao mà giảm thiểu cái đó. Cái điều xoắn trôn như vậy đó thì nó có xoắn ngược lại, thì mình làm giảm thiểu cái sức mạnh xoắn đó. Và cái chiều mở rộng cái lòng từ bi hỷ xả hướng thượng đó, hướng thiện đó, thì bây giờ nó có cái sức mạnh mà nó kéo mình vào đó, thì mình làm sao mà giảm thiểu cái sức mạnh mà kéo vào. Thay vì là expanding đó, mà mình contracting, thì bây giờ mình có những cái phương thức mà mình chặn đứng cái sự kéo vào để mình tiếp tục mở ra. Thì đó là những cái chủ đề rất quan trọng của đạo Bồ Tát. Và lần trước thầy có giảng đó, thì thầy nói là bây giờ con người mình đó, là mình biết ba cái chiều đó nằm trong cái hồi xưa người ta gọi là cái đạo làm người. Cái đạo làm người người ta gồm có thiên can, địa chi và mình gọi là bộ màng. Đó là ba cái chiều đó mà hồi xưa người ta nói tới. Và khi mình sống thì mình biết sử dụng nó như thế nào. Thì cái quan điểm mà quan trọng nhất là nói rằng là mỗi người mình, thì dù như mình tuổi con gà đó, thì mình có những đặc tính con gà. Bây giờ thầy nói khác cái cách mà mình suy luận. Mình nói rằng đó, mình tuổi con gà thì cái đặc tính gà của mình nhiều nhất, nhưng mình vẫn có đặc tính của tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, hợi. Tức là mình có tất cả những đặc tính kia, chứ không phải không. Nhưng mà cái đặc tính gà là trội bậc nhất. Nói như vậy thì hay hơn. Và tại sao mình phải hiểu những cái đặc tính mà gọi là địa chi, cái đặc tính hướng thiện đó, là để mà thí dụ như khi mình gặp cái người mà tuổi con chuột đó thì mình đối xử như thế nào, để bày tỏ cái tình thương của mình và lòng quan hòa của mình.
Khi mình gặp người mà tuổi con rồng đó thì mình nên bày tỏ cái gì, mình biết họ cần cái gì thì mình bày tỏ cái gì. Đó là cái lý do mà tại sao mình nghiên cứu và học hỏi về cái địa chi hay là cái bản tánh của con người của mình. Thì bây giờ chúng ta đi tới 6 cái con vật gọi là gia súc, tức là con vật trong nhà của mình đó. Tại vì lần trước thì mình nói về 6 cái vật mà dạ thú, thì gồm có con chuột, tỷ, dần, mão, thìn, tỵ và thân. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói là sửu, mùi, ngọ, tuất, hợi và dậu, là 6 con. Thì 6 con nó sắp đặt như thế nào thì mình sẽ bắt đầu đi vào. Nhưng mà đầu tiên cả khi mà mình hiểu, đầu tiên cả hiểu hai cái loài đó rồi thì mình bắt đầu mình nhìn một cách rất là thâm sâu. Thì xin các bạn nhìn cái bức hình của thầy viết ở đây. 6 cái con này thì nó đi theo, mình gọi là đi theo 3 cái vòng. 3 cái vòng này đó là số 1, số 2 và số 3. Tức là cái vòng thân yếu là cái vòng mà gần gũi nhất với mình. Mình đối với mình mình thấy gần gũi nhất. Cái vòng thân thiết đó là cái vòng này là của, thí dụ như là bạn, gia đình của mình. Cái này là vòng vợ chồng các bác ha. Vợ chồng này. Còn cái này là gia đình này. Bạn bè của mình này. Còn cái vòng quen biết đó là cái vòng của những người mà trong xã hội, trong công ty của mình, trong cộng đồng của mình. Thì ba cái vòng đó, đó là ba cái con vật mà các bạn thấy không? Cái con chó và con heo đó nó không bao giờ nó chạy ra ngoài xa ngoài nhà cả, nó chạy quanh quẩn trong nhà thôi. Con gà ngược lại nó chạy khắp cánh đồng cả, và con trâu cũng vậy, nó đi khắp cánh đồng cả. Ồ, con mùi tức là con dương đó các bác ha. Cái tuổi dê này đó, nó đâu có chạy trong cánh đồng đâu, nó chạy lên trên sườn núi, và con ngựa nó còn chạy xa nữa. Thì các bạn thấy đó là cái khoảng cách của những con vật này đó, nó rất là quan trọng, là bởi vì nó nói tới cái sự gần gũi với con người mình như thế nào. Rồi bây giờ các bạn nhìn thầy á, thì thầy nói các bạn nghe đó, nếu mà mình là có một trong 6 cái tuổi này đó, là rất tốt, là bởi vì các bạn sẽ biết rằng đó, là cái cách mà người ta nghĩ tới, người ta gọi là archetypal, archetype hay là archetype tiếng Tây, archetype đó là cái đặc tính mà tượng trưng trong hình ảnh của những con vật này đó. Thì là mình biết rằng đó là khi mình tuổi heo, không có nghĩa là mình là con heo, không nghĩa là mình mập như heo, không. Cái tuổi heo còn nghĩa rằng cái đặc tính của mình nó được tượng trưng trong hình ảnh của heo. Và con heo nó đại diện cho cái đặc tính đó, cho mình biết rằng đó, là khi mình mà lớn lên, mình sống đó, thì mình nên nhìn vào những cái đặc tính đó và mình phát triển cái đặc tính nó mạnh hơn chút. Thì bây giờ mình có 3 cái vòng. Cái vòng đầu tiên cả là vòng tròn vợ chồng, những người mình thương yêu vô cùng. Bồ bịch vợ chồng, những người mình sống rất là thân thuộc. Cái đó là cái vòng mà của gia đình của mình, những người mà xung quanh mình. Mình gọi là cái circle influence đó bác. Thì cái circle đầu tiên là intimate circle, là người mà thân thiết lắm. Cái thứ nhì là cái circle của family, là cái thân, cái vòng những cái người mà mình gọi trong gia đình mình là mình có thể nói chuyện thân thương được và tín nhiệm được. Và mình biết là mình có thể bày tỏ cái tình thương người ta. Cái vòng ngoài đó là cái tuổi mùi và tuổi ngựa, tuổi ngò đó, là cái vòng bên ngoài đó. Thì mình phải có biểu hiện một cách gì khác, tại vì những con vật đó nó cần những cái đặc tính mà mình gọi là nó đặc biệt vô cùng. Thì bây giờ các bạn qua cái hình của thầy vậy, kế tiếp đây. Cái bản chất của những cái con này, hình tượng này là rất là hay. Các bạn nhìn đó, các bạn thấy đó. Con heo đó thì nó tượng trưng cho sự tự tri, tự lạc, nó biết mình và nó sung sướng vô cùng. Nó với tất cả những cái người xung quanh, những con heo xung quanh ấy, là nó tự tri tự lạc, tức là nó lúc nào nó cũng gần gũi và nó làm cho người ta cảm thấy được cái lạc, cái niềm vui của chính nó. Còn con chó đó thì nó bày tỏ cái tình thương của nó đó, nó nồng nàn hơn một chút. Con heo đó nó không phải như con chó các bác. Con heo đó nó cũng có tình cảm lắm, và con chó nó cũng có tình cảm, hai con này là rất là tình cảm. Và con heo nó thường lạy ghê gớm đó các bác ơi. Con heo nó lạy đó là nhiều khi là nó không ăn mà nó bỏ đi ra đi hoang, đi chơi lung tung cả, mình tìm không được nữa. Con chó nó cũng lạy, con chó nó lạy nhiều khi là nó còn giận dữ, nó ghét mình, nó không chơi với mình, không ăn uống, nó còn biết khóc nữa. Hai con này là nó gần gũi với mình và tượng trưng cho hai cái đặc tính rất là quan trọng, là tự tri tự lạc và cái đặc tính mà thương yêu và trung thành với nhau.
Hai cái đặc tính này các bác thấy nó gần gũi với nhau, tức là người mình á, nếu mà các bác mà hiểu một cái người đó thì các bác bắt đầu hiểu những cái tánh tính như thế đó. Thứ nhì đó là con gà và con trâu. Con gà đó nó đại diện cho cái đặc tính là quan hoài, là chăm sóc. Con chó đại diện cho cái tánh thương yêu trung thành. Các bác thấy không? Con trâu đại diện cho cái đặc tính gọi là cảm thông. Cái con gà và con trâu là hai con nó chơi với nhau đặc biệt lắm, bị con gà đó nó thích được chăm sóc, thích được quan hoài lắm. Và cái đặc tính của con gà đây nó không phải là con gà trống, mà đây nói hình ảnh con gà mẹ. Và mình sẽ bắt đầu trong tương lai thầy sẽ chia ra là con gà trống, gà mái, cũng như con trâu đó là trâu đực và trâu cái, cũng như là con chó có con chó đực và con chó cái, và con heo cũng vậy, con heo nái và con heo đực, con heo đực. Nó còn hai cái, nhưng bây giờ mình nói general, mình nói tổng quát. Thì con gà đó nó lúc nào nó cần chăm sóc và nó có đặc tính nó là tượng trưng cho cái sự chăm sóc quan hoài. Và con trâu đó là tượng trưng cho cái sự cảm thông. Con trâu nó cái da nó dày lắm bác ơi, bạc rờ bạc vuốt nó đó, nó không ăn, không thích đâu, bạc đùng nó không thích đâu, mà nó thích xả thân. Nó cái da nó dày mà, con người nó bự nó to, nó thích xả thân, nó thích được cảm thông, chứ nó không được thích vuốt ve. Nó không, nó khác về con gà. Con gà thích được quan hoài chăm sóc lắm, cho thóc cho này cho nọ, mình ngồi mình tóc tóc với nó đó, nó tóc tóc lại, nó vui lắm các bác ơi. Nhưng mà con trâu nó bật tóc tóc cho nó không để ý tới đâu, nó da nó dày quá, nó sống với là cái bùn, nó sống với đùa đồng là ruộng, và nó rất là cảm thông với cái người nào đó mà mình gọi là các bác thường thường bác thấy không, con nít đó nó ngồi lên trên trâu đó, nó chơi vì trâu đó, chăn trâu đó các bác ơi. Cái chăn trâu đó người ta thấy như thế này nè, bạc càng quất nó càng không thích. Bạc bạc cảm thông là bạc ngồi nó, như khi bạc chỉ trong đầu bạc bạc nghĩ những cái chuyện gì đó, bạc nhìn mắt nó đó, mà con trâu nó hiểu nha. Bạc xỏ cái mũi nó đó, bạc cào đi đó thì nó đi, nhưng mà nó tức. Nhưng mà bạc nhìn nhìn bạc nói gì nó đó, nhiều khi bạc chỉ cần biểu hiện một chút xíu cái tình thương thôi đó, mà con trâu nó hiểu được và nó chịu khó nó làm theo bạc lên, nó cày theo đó. Và bạc càng quất nó đó, càng đánh nó càng lì, mà càng kéo cái mũi nó đó nó càng tức. Con trâu nó là lắm bác ơi, mà nó bướng lắm, nó khó chịu lắm con trâu. Rồi bây giờ đó, cái nuôi dưỡng đó là cái đặc tính của con dê. Con dê là trong 12 con giáp này nó là con vật duy nhất đó mà nó tạo ra sữa và nó nuôi người. Hồi xưa người ta dùng con dê này hình ảnh để là hình ảnh nuôi dưỡng, nuôi cái sự sống, hình ảnh của sức mạnh của sự sống. Cho nên đó, con dê người ta nuôi đó là người ta lấy sữa, lấy da nữa các bác ơi, da dê, và người ta lấy thịt nữa, là con dê là nó đủ thứ cả. Nhưng mà ít khi nào mà mình nói người ta uống sữa heo, không có đâu. Sữa chó cũng không có, gà thì không có sữa, mà trâu thì chẳng bao giờ mà cho uống sữa đâu. Mà các bác uống được sữa ngựa là vô lý lắm đó các bác ơi. Con ngựa nó không cho sữa, nhưng mà con ngựa nó cho sức mạnh. Con ngựa nó tượng trưng cho cái sự thành tựu, nó tượng trưng cho cái chuyện mà đạt được, tới được, thành được. Cái nuôi dưỡng là cái sức sống, mà thành tựu là cái sức sống đó nó hiện hiện như thế nào. Các bác thấy từng đôi như vậy đó. Trong lúc đó con trâu và con gà đó là nó tạo ra cái sự cảm thông. Và bây giờ nếu mình nhìn lại cái hiện mình hiện lại trong cái vòng tròn đó mà của những cái mình gọi là những cái người mà sống chung với nhau đó, thì mình sẽ thấy nó đặc biệt như thế này. Đầu tiên cả, đối với cái vợ chồng đó là mình phải cần có một cái mình gọi là một cái trung thành vô cùng, là một cái sự thông cảm đó, rất là thâm thiết. Bây giờ thầy vẽ cái hình này nha các bạn, hình này đó là cái hình của con người mình đấy nè, và cái vòng tròn đầu tiên cả đó, là cái vòng tròn mà mình gọi là intimate circle đó. Thì cái vòng này chỉ có vợ mình hay là chồng mình, hai người đứng với nhau thôi, không không đứng nhiều được. Để thầy làm cái vòng tròn này nó nhỏ lại chút xíu thì các bạn sẽ thấy là đặc biệt cái này này nè. Thì trong cái vòng tròn nhỏ này, cả hai người đứng đấy đó, thì mình mới khám phá rằng đó là mình đầu tiên cả đó, nếu mình đứng với nhau mà mình không có lạc, không có vui đó, thì không ai vui cả. Thì đầu tiên cả, cái chuyện đầu tiên cả đó là mình phải vui mới được. Cho nên cái quan niệm đó mà từ lạc đó là vui vô cùng, từ lạc đó chứ không phải từ sướng các bác, từ lạc. Cái từ lạc này đó có nghĩa rằng đó là cái khả năng là mình cảm thấy được cái niềm vui. Bởi vì mình sống với người đó mà mình lúc nào mình cũng vui cả, thì người ta làm sao mà vui. Cho nên cái từ tri từ lạc cái này đó là
cái đặc tính của con heo. Và con heo này nó truyền cảm cái lạc của nó đó, cái tim nó truyền qua bên cái phía bên kia. Cho nên cái đặc tính mà từ lạc đó nó rất là quan trọng. Và khi mà bác là tuổi hợi hoặc là bác sống với người hợi đó thì bác nhớ đó là cái từ lạc là của người ta, nhiều khi con heo nó không có làm cái chuyện gì hơn là nó entertain, nó làm cho mình vui theo. Nó entertain, nhưng những con heo mà nó không có vui gì cả, con heo nào mà nó lúc nào nó cũng bầm cái mặt lại trời ơi chán thế mồ, nhưng mà con heo nó vui, nó ụt ịt, nó cảm thấy là nó làm cho mình sống, mình thấy gần gũi, nó mình thấy vui. Từ lạc làm cho người ta vui nhưng mà mình cũng vui nữa. Thế nên con heo đó, cái đặc tính của người tuổi heo là cái đặc tính phải làm cho người khác vui bằng cách là mình vui trước. Cái đặc tính mà của con chó đó là nó hay vô cùng. Vì con chó lúc nào đó nó cũng respond với mình, mình gọi là emotional mà responsive, tức là cái tình cảm đó nó trào cái tình cảm ra, nó expressive tức là nó bày tỏ cái tình cảm ra. Các bạn biết không, như khi bạn sống với một cái người nào đó mà cái người đó họ không bày tỏ cái tình cảm cho cả, lúc nào mặt trơ cả, họ nói thôi tôi thương chị lắm, nhưng mà thương nhưng mà không bày tỏ cái tình cảm như cái mặt cả. Con chó nó khác bạn, nó thè cái lưỡi ra, nó vẫn cái tai lên, mắt nó nhướng lên, nó tới nó gần, nó liếm bác, nó thương, nó vẫy cái đuôi. Những cái biểu hiện đó đó, bác ít khi nào bác thấy nó xảy ra trong con trâu, con ngựa là cũng ít khi lắm. Con ngựa nó vẫy đuôi vì ruồi nó nhiều quá, đẩy vẫy đuôi. Con chuột thì còn lâu mà vẫy đuôi. Mà bác nghĩ là con rồng nó vẫy đuôi, nó vẫy đuôi chắc là mình chết luôn các bác. Thành ra đó, cái chuyện mà cái biểu hiện của cái tình cảm đó thì là con chó nó đặc biệt vô cùng, vì nó thể hiện rất là rõ ràng. Và khi mà nó buông một cái đó, nó sụp cái lỗ tai xuống, mắt nó xề xuống, cái lưỡi nó đóng lại, cái miệng nó nằm xuống, người nó nằm xuống, nó nằm ép đó, nó không đồng đầy cả, bằng rơi vỡ vỡ xin lỗi nó không chịu, nó lạy bác ơi. Con chó nó chơi chó lắm, nó không có bước nào mà nó giống như thứ nó hiền lành, nó không có, nó biểu hiện cái tình cảm nó rõ ràng vô cùng. Cho nên đó là người Tây Phương gọi là con chó đó, là người bạn của nó, là bởi vì nó thật sự nó biểu hiện cái tình cảm rất rõ. Chứ con chó nó không có như mình tưởng đâu. Bây giờ các bạn thấy mấy con chó đó mà chạy hoang ngoài đường đó, con chó dài cho nên là con chó rất tội nghiệp vì không ai hiểu nó cả. Không ai thương nó, và nó không có cái người để nó biểu hiện cái tình thương. Thế nên hai cái vấn đề mà của cái vòng tròn mà nhỏ đầu tiên cả đó, nó rất là quan trọng. Và do đó, đó thầy xin trở lại với là cái hình ảnh mà của từng cái con vật như thế này để mà mình bắt đầu nói. Đây, cái hình ảnh này là hình ảnh mà con heo đó, thì nó cần cái gì các bạn biết không? Thì đây mình nhớ lại cái hình ảnh đây, cần có cái tri kỷ, cần có cái người hiểu nó. Tại vì nhiều khi con heo nó không có nói nhiều, nó khổ vậy đó, con heo nó nói chút chút thôi, nó không nói nhiều, mà nó biểu hiện cái cảm xúc cảm tình của nó đó, nó cũng không phải là kín đáo lắm. Cho nên các bạn thấy con heo đó, nó ụt ịt, nó chạy, nó không có biểu hiện ra như con chó. Và nó cần người hiểu nó, cần cái người tri kỷ, có người hiểu ta. Cho nên mình sẽ biết cái câu này, cần tri kỷ, cần được hiểu. Cần được hiểu là cần được hiểu nè, cần được cái hiểu này đó là nó không phải là cái sự cảm thông mà thôi. Cái cảm thông là nhẹ lắm, giữa con trâu nó cảm thông chút thôi. Còn cái hiểu đó là phải cần ngồi lâu rồi mình nói cho nó, rồi nó mới cảm thấy là được hiểu rồi. Mình spend time, vậy là con heo các bạn ơi, thành ra con heo nó phiền lắm, là nó phải cần người. Cho nên cái nhà đó, cái chữ gia đó là có con heo trong đó, là phải mình ngồi lâu với nó, phải ụt ịt với nó, phải ọt ẹt với nó lâu lắm. Cho nên nhiều bạn sống với con heo đó, nhiều khi đó là bạn phải biết đó, là bạn phải spend a lot of time với con heo. Vì bạn spend time với nó là chứng minh là bạn hiểu nó. Cho nên cái đó là cái lý do mà tại sao đó cái người tuổi heo đó, tuổi hợi đó, nhiều khi đó bạn nói hai ba câu đó, họ không có click đó bạn. Mình phải ngồi với nó, ngồi với họ lâu. Vì là con heo này ở trong nhà mới được, mà phải ngồi trong nhà của heo, trong nhà heo, trong cái tâm của heo đó, trong thời gian lâu. Và con heo nó cần được hiểu, nó cần gọi là tri kỷ, hiểu mình, tri kỷ. Cho nên các bác nào mà tuổi heo đó, thì các bác nhớ là cái đó là cái điểm mà mình gọi là nhiều khi đó mình không được tri kỷ thì đừng có buồn.
Và mình có khả năng gì? Con heo nó có khả năng gì các bác? Con heo nó có cái khả năng để thay quay. Cái khả năng là tự tri tự lạc. Cái khả năng mà làm cho mình lúc nào cũng vui cả. Khả năng tự tri tự lạc. Đó, tự tri và tự lạc. Nó biết mình. Cái mức độ lạy của con heo cũng lớn lắm. Và nói như vậy, cái người tuổi hợi đó, tại sao mà thầy tránh dùng cái người tuổi hợi nhiều mà thầy nói còn là con heo? Là bởi vì các bạn biết sau này, các bạn sẽ biết rằng đó, là cái người tuổi nào nó cũng có cái đặc tính heo trong người mình, chứ không phải chỉ có người tuổi heo thôi. Cái đặc tính mà hợi đó, nó có trong tất cả mọi người. Và cái người mà tuổi hợi thì nhiều hơn cửa khả khác thôi, chứ không phải là nói là chỉ có người tuổi hợi là mới có những đặc tính này. Bây giờ đó, con heo làm sao nó bày tỏ cái tình cảm với người khác, làm sao nó bày tỏ sự quan hoài? Là nó đi lắng nghe kẻ khác, nó lắng nghe một cách thành thật, lắng nghe một cách hết lòng, nó lắng nghe mà say sưa kẻ khác, lắng nghe này. Đó, thành ra cái tuổi heo đó mà khi mà bày tỏ sự quan hoài ấy, thì nó là không có vỗ về, vuốt ve, nó không có, nhưng mà nó lắng nghe, nó ở bên cạnh người ta thôi. Cho nên các bạn thấy con heo, cái chỏ, cái chân nó ngắn lắm. Nó ít khi nào mà nó rờ người nào lắm. Nó không có khả năng, nhưng mà con chó nó chân nó dài, nó có khả năng nó khiêu mình. Con heo nó không bao giờ nó khiêu mình, cho nên cái khả năng mà vuốt ve con heo nó không có. Cái người tuổi hợi đó, nhiều khi không cần đòi hỏi vuốt ve, mà cần đòi hỏi be present. Cho nên cái chữ mà hay nhất là cái chữ be present đó, là phải có đó. Cho nên con heo mà không có present đó, là không xong. Lúc nào phải present cả. Cho nên cái người tuổi heo đó thường thường đó, bày tỏ sự quan hoài, bày tỏ cái tình thương đó, là bằng cách là be present tới ngay ở đó cho lâu để mà cảm thông được. Và thường thường mà các bạn thấy những người mà tuổi heo mà tới với mình đó, hay là cái người mà có đặc tính heo với mình đó, họ heo mình đó, thì các bạn patient và đừng đẩy họ ra. Thì vì họ phải từ từ, họ phải có một cái thời gian rất lâu với bạn để vì họ mới bày tỏ được cái sự mà tri âm tri kỷ với mình. Đó là heo. Bây giờ đó, cái người mà tuổi mà Tuất đó, thì họ có sự độc đáo của họ. Thì các bạn coi người tuổi Tuất, cái bản chất người tuổi Tuất là cái gì? Là họ thương yêu và họ rất là trung thành. Cái chữ trung thành này đó, nó không phải là cái ý nghĩa là trung thành có nghĩa là mình phải nói cách khác đó, là cái trung thành đó, là cái tình thương của mình đối với một cái người nào đó đó là nó không có thay đổi, ý là như vậy đó. Chứ không phải ông trung thành là nói là ok, chết cho tôi đi, từ mình chết, không phải nói kiểu đó. Tức là cái tình thương mình không có thay đổi, mình rất là trung thủy với người ta. Thì cái đặc tính mà trung thủy đó, đó nó là cái đặc tính mà cực kỳ mà đặc biệt, rất là trung thủy. Con người mà tuổi Tuất trung thủy, rất là trung thành. Thì hai cái chữ này nó khác biệt, cái chữ trung thành là nói tới cái việc làm, mà trung thủy là nói cái tình. Thì cái người mà tuổi mà Tuất đó là, hay là nói là cái hình ảnh con chó này đó, nó gợi lên cho mình một cái sự rất là trung thủy, không có thay lòng đổi dạ dễ dàng. Và con heo cũng vậy các bạn. Con heo mà khi mà nó quyết định ở trong cái nhà đó rồi đó, thì nó rất là trung thủy, nó không có chạy vô nhà khác nữa. Con heo mà chạy lung tung cả là không phải là heo nữa, mà nó là gọi là con lợn. Tức là nó lờn, nó chạy lung tung. Con heo đó, nó hay hời đó, là nó ở chỗ trong cái nhà thôi. Cho nên cái đặc tính mà trung thủy và trung thành ấy, nó cũng có trong con heo chứ không phải không các bạn. Nhưng mà con chó đặc biệt là hiền nó nhiều hơn. Thì trong cuộc sống đó mà mình gọi là cuộc sống mà của vợ chồng, của lứa đôi đó, thì cái đặc tính mà của con lợn và đặc tính của con, xin lỗi, đặc tính con heo, cái đặc tính mà mình từ lạc, mình hiểu, mình đưa cái niềm vui cho người khác, và cái đặc tính mà mình gọi là trung thủy đó, nó quan trọng vô cùng, chứ còn không là không được. Cho nên hai người này là hai cái đặc tính này là đặc tính rất là quan trọng. Và con chó nó cần gì? Nó cần mình được tín nhiệm, nó cần người ta tin vào nó, tín nhiệm nó thì mới được. Và khi nó bày tỏ lòng quan hoài thì nó bày tỏ bằng cách gì thưa các bác? Con chó đó thì nó tin tưởng vô cùng mà nó xả thân được. Cái tin tưởng và xả thân đó là cái mà độc đáo, nó cũng như là con trâu đó, là con trâu nó có thể xả thân được, nó làm việc, mà nó cũng như con ngựa cũng xả thân được,
Nhưng mà cái tin tưởng xả thân này của con chó là cái sự tin tưởng đó mà mình gọi là hết sức, nghĩa là nó buông hết tất cả, nó chỉ nghĩ tới cái người chủ của nó chỉ nghĩ tới cái người mà nó sống. Và bây giờ thầy muốn nhắc lại cái tên người chủ cũng như là cái người phối ngẫu, vì mình sẽ tới cái quan điểm đó rất là đặc biệt. Thầy thầy xin lấy cái hình này ra thôi, mình quên cái hình này, để thầy qua cái hình nào. Cái hình để thầy qua cái hình này chắc đây, xin lỗi đây. Đây. Thì cái hình này đó là cái hình mà mình nên nhìn vào đó để mình nói rằng là cái tuổi hời heo đó, cái hình ảnh con heo là hình ảnh mà mình đem tới cái niềm vui cho cái người sống chung với mình, vì cả hai là một. Và cái sự trung thành chung thủy đó nó cũng rất là quan trọng. Cái chung thủy tức là cái khả năng đó mà mình làm cho cái người này không bước ra ngoài được, họ bước ra ngoài không được, mình không muốn ai bước ra ngoài cái vòng này được cả, tại vì mình chung thủy. Và do đó đó, cái con chó và con heo đó nó phải nói lên một cái điều, nếu mà quá đáng đó tức là control, tức là mình possess, thì mình chiếm hữu người ta. Cho nên đó, con chó đó mà dương đó, thì nó không chiếm hữu và nó chỉ ở với cái người phối ngẫu thôi, nó không đòi hỏi mà nó không cắn người ta. Con chó mà cắn người chủ tức là nó không còn nhận ra đó là người chủ nữa, tức là cái người mà mình gọi là sống với nhau mình phải đi chỗ khác, buông ra không sống được. Bởi vậy cho nên là cái đặc tính này nếu mình học, thì bây giờ cái bài học của mình là gì? Nếu mà bạn không phải là người mà cái mạng, cái tuổi của bạn là tuổi hợi hay tuổi tuất, thì mình vẫn học được cái bài học này là mình nên sống chung thủy như là con chó đó, và mình không có possess, không có chiếm hữu người phối ngẫu của mình. Và nếu mình là học theo cái tuổi con heo đó, tuổi hợi đó, thì mình cũng hiền lành nhẹ nhàng, lúc nào cũng làm cho người sống bên cạnh mình vui. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trong cái phần kế tiếp, phần 2. Sám pháp do thầy Hằng Trường biên soạn, tướng tụng 13 hồng danh và 48 đại nguyện của Đức A Di Đà bằng những lời sám thật giản dị, đi thẳng vào lòng người, khiến người nghe dễ mở tâm, sớm sám hối và hóa giải được nghiệp lực. Các bác có thể thỉnh sách qua Hội Từ Bi Phụng Sự, điện thoại số 714-625-8966. Sám là nhận chi những điều sai lầm, hối là không tái phạm về sau. Địa tạng sám do thầy Hằng Trường biên soạn nói lên 6 hạnh nguyện căn bản nhất trong vô lượng vô biên hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng, đó là hằng dưỡng minh châu, tích trưởng vô lượng phương tiện và vô biên đại nguyện. Các bác có thể thỉnh sách qua Hội Từ Bi Phụng Sự, điện thoại số 714-625-8966. Thank you.
đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con xin từ nay sám hối hướng tới giác ngộ tâm linh, mở lòng vị tha tu theo công hạnh cứu người của Đức Quán Thế Âm để đem an lạc tới tất cả chúng sinh. Quán Âm Sám do thầy Hằng Trường biên soạn. Các bác có thể thỉnh qua hội từ bi phụng sự, điện thoại số 714-625-8966. Xin chào các bác, bây giờ chúng ta lại bắt đầu lại cái phần 2. Mình hy vọng là mình sẽ nói nhiều về những cái bốn con còn lại, nếu mà nói không kịp thì chắc là mình sẽ hẹn kỳ sau. Thì xin các bạn nhìn vào cái hình thầy vẽ như vậy này. Cái hình này đây gọi là cái vòng thương yêu. Thì dù bác tuổi hời hay là tuổi tuất hay là không tuổi hời, tuổi tuất cũng không can gì, nhưng mà cái hai người này đó là họ cần heart to heart communication, tâm với tâm đối thoại với nhau. Và mình phải có khả năng mà mình vui, là mình làm cho mình phải vui thì người ta mới vui được. Nếu mình không vui thì không ai mà vui được. Cho nên cái khả năng mà mình phải vui, mình sống rất là vui. Mình phải có khả năng chung thủy đó, thì mình mới làm người ta chung thủy được. Đây là khả năng hai cái nó đi với nhau. Và do đó đó, cái cuộc sống mà của cái lứa đôi của chồng vợ đó là cuộc sống mà rất là khó khăn, là bởi vì nhiều khi đó, các bác biết không, là cái cuộc sống đó mà mình tự mình vui nhưng mình không biết làm sao cho người ta cảm nhận được cái chuyện vui đó. Mình muốn chung thủy nhưng mình không làm sao cho người ta chung thủy được. Cho nên mình phải học cách của con chó và con heo, là mình học cái đức tính đó để mà làm cho người bên kia họ cảm thấy là họ cần phải chung thủy với mình và họ cần làm vui cho mình. Mà đó là cái sự chia sẻ rất quan trọng của hai bên. Mà mình không học được từ con chuột, con rắn, con rồng, con khỉ. Mình chỉ học được từ con chó và con heo. Và đó là cái bài học rất là quan trọng của mình đó. Mà mình không nói về tuổi tác, mà mình nói về cái hình ảnh tượng trưng. Bây giờ cái vòng thứ nhì đó là cái vòng đó, nó độc đáo hơn chút xíu nữa. Cái vòng đó là cái vòng mình thấy là cái vòng của gia đình của mình, của bạn bè của mình. Cái vòng này đó thì những người ở đây đó là những người mà mình thấy là trong gia đình mình tín nhiệm được, mình sống chung được. Nhưng mà họ không phải là những người mà mình ngủ chung với nhau, người mình nói chuyện thân thuộc với nhau, không những người mà mình có thể nói những chuyện bí mật với nhau được. Họ là những người mà trong gia đình là cái vòng này gọi là cái vòng thân thiết. Nó không phải là cái vòng thương yêu, mà là cái vòng thân thiết vô cùng. Thì đương nhiên là bạn nói, thưa thầy, con thương anh con lắm, thương chị con lắm, nhưng mà thương anh, thương chị, thương gia đình mình, nhưng mà đó là thuộc về cái vòng thân thiết. Tức là mình có thể chia sẻ những bí mật được, nhưng mà những bí mật đó không phải là bí mật mà mình gọi là của lứa đôi được. Bí mật mà trong cuộc sống của mình, đó là những cái chuyện mà mình biết là có một khoảng cách nào đó đó. Thì cái vấn đề đó là nó đòi hỏi một cái đặc tính mới, cái đặc tính gọi là cảm thông. Cái cảm thông đó là cái đặc tính mà cả con gà và con trâu đều cần, đều biểu hiện rất là giỏi. Con gà đó là các bác biết không, nó con mắt nó nhìn đó, nó nhìn hoài, mà con gà nó không bao giờ mà các bác thấy con gà nó cười được, vì nó không có cái má. Bác mà thấy con gà mà cười đó thì xin bác tới nói với thầy, thầy sẽ cho bác $2. Rất là khó mà tìm con gà nào mà cười. Mà con gà mà cười nức nở, ha 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 ha, là bạc càng khó tìm nữa. Con gà nó không có cười, nhưng con mắt của nó nhìn qua nhìn về. Con gà mái cũng có cái mồng đỏ, nhưng mà nó nhỏ thôi. Con gà trống cái mồng nó nhiều, bự hơn. Mình gọi các mồng phía dưới nữa. Thì thưa các bạn, con gà đó, nó là một con vật. Bây giờ mình nhìn đây, cái đặc tính đây của con gà này các bác nha. Đây, con gà là cái bản chất của nó là cái bản chất đại diện cho cái sự chăm sóc con ngoài. Vì sao vậy? Vì đây là cái hình ảnh mà khi mà bạn nhìn một con gà mái đó, nó đẻ con ra đó, nó đẻ trứng, nó giấu, nó cất, nó ngồi ấp ủ đó, nó tạo sức nóng cho con gà, cho cái trứng rất nhiều ngày. Con gà đó thì các bạn thấy là mình nói về con gà mái hơn là gà trống khi mình nói con gà này. Và nó quan hoài tới cái trứng, đến lúc mà con gà có trứng nó nở ra đó, thì nó chăm sóc con mắt, lúc nào cũng nhìn và nó hướng dẫn con gà con đi từng bước để mà đạt cho tới được cái chỗ cuối cùng, cả là
cái chỗ mà mình gọi là con gà con đó, nó tự ăn được, nó đi tìm con trùng, nó ăn con thóc được. Cái khả năng mà hướng dẫn như vậy gọi là chăm sóc. Rồi bây giờ bạn nghe thầy nói nha. Khi mà mình sống với con gà hay là một cái người tuổi gà đó thì mình phải biết đó, là con gà nó cần cái gì. Nó cũng cần cái sự chăm sóc đó. Con gà nào vậy? Con gà nào bắt đầu bằng cái gà con. Và cái đặc tính của người tuổi gà đó, lúc nào cũng cần cái sự chăm sóc, cần cái sự quan hoài, cần cái sự đùm bọc. Và cái ấm áp đó là rất là quan trọng. Cái ấm áp đó đó, nó khác với cái ấm áp của con chó và con heo. Cái ấm áp đó là cái ấm áp đó mà mình cảm thấy là mình được che chở, được bao bọc và được cái cảm thông vô cùng. Các bác thấy không, con gà mái đó, gà mẹ đó, nó không bao giờ mà nó mất đi con mắt, là lúc nào nhìn cái gà con. Và nếu các bác để ý đó, mà phải tinh vi lắm đó, bạn mới thấy đó, con gà con cái mắt của nó lúc nào cũng nhìn con gà mẹ. Và cái nhìn đó đó, nó nhìn một cái là con gà con đó, gà mẹ nó thần giao cách cảm như thế nào đó, là nó bắt đầu là nó đi theo nhau. Và con gà mẹ mà nó đi bước bên tay trái một xíu đó, nó nhìn cái đầu qua lắc về như vậy đó, con mắt nó nhìn, thì nó signal cho tất cả gà con nó đều chạy theo cả. Các bác tưởng là cái đó là một sự ngẫu nhiên không? Cái đó gọi là cảm thông. Cảm thông là một cái thần giao cách cảm, chỉ còn có mắt ngoại thôi là ta nghe theo. Và do đó cái người mà tuổi gà đó, thường thường là họ cần cái eye contact, họ cần cái nhìn, họ cần cái sự vỗ về, họ cần cái sự chăm sóc, và họ cần cảm thấy rất nhiều đó là cái sự quan hoài của mình, cái ấm áp của mình. Và nhiều khi những con gà đó nó đi xa xôi để đi tìm sự ấm áp. Cho nên bạn nhìn cái chữ này thầy viết, nó cần được ấm áp này. Và ngược lại thì con gà lại cần có người để nó chăm sóc người khác. Đó là cái chuyện mà mình gọi là duality. Một phần nó được ấm áp, nhưng một phần nó lại muốn truyền ấm áp người khác. Cho nên nếu mà bác mà làm con gà dọa đúng cái màng của bác đó, thì bác là đi chăm sóc người khác. Nếu bác làm đúng cái màng của con heo đó, thì thường thường đó, bác đi lắng nghe người khác. Bác đúng làm đúng cái màng của con chó đó, thì thường thường đó, bác bày tỏ sự trung thành với người khác. Mà được, bác đi tìm người để bác thương mến. Mà nếu bác làm đúng cái màng của con trâu đó, thì bác lại thường thường đó, bạn đi tìm cách để đi cảm thông và cảm kích người ta. Cảm kích là appreciation, cảm kích người ta. Vì cảm kích là cái cách để mà dễ dàng nhất mà mình được cảm thông. Con trâu nó không cần appreciation, nhưng mà nó lại cần cảm thông. Và thường thường là muốn được cảm thông thì nó lại đi cảm kích người khác, đi khen người khác, đi làm cho người khác cảm thấy cái giá trị nó cao. Tại vì con trâu nó là cái màng trâu, là cái màng làm việc, làm công, làm vừa thấp không à. Cho nên thay vì mình nói tới công trạng của mình, thì mình lại đi khen công trạng người ta, mình đi khen ngợi người khác. Các bạn thấy cái triết lý nó quá hay không? Cho nên con trâu nó cần khen người, con trâu lúc nào nó phải đi khen, và nó thấy cái đẹp của người khác để thì người ta mới cảm thông được con trâu. Như vậy là mình đã nói qua từ con gà qua con trâu, thì bây giờ mình trở lại con gà nha các bác. Thì mình chưa biến ở đây. Thì con gà nó cần cái sự chăm sóc và quan hoài vô cùng. Và cái người nào mà chăm sóc quan hoài con gà đó, đem tới con gà cái ấm áp đó, là con gà nó thích lắm. Và cái người tuổi gà đó, tuổi dậu đó, thường thường là chỉ cần như vậy thôi. Ai nói ngọt một chút đó, mà nó ngọt mà không đủ ấm nó không được. Con gà mà nó ngọt mà không đủ ấm đó, nó không chịu bác ơi. Con gà nó ngọt mà phải ấm mới được. Tức là mình nói làm sao mà nó cảm thấy ấm áp nó mới chịu. Nhiều khi là cái người tuổi gà ngồi đây một cái đó, thì bạc người bạn nói ôi cha sao cô mặc áo đẹp quá, nó không chịu. Nhưng mà cái bạc tới bạn nói cha mời chị uống cái ly trà nha, rồi mình mỉm cười, mình chăm sóc, mình nói bây giờ chị cần cái gì nữa không. Con gà nó khoái lắm, tại nó thấy được chăm sóc. Nhưng mà nếu chưa vậy thôi, con gà đó nó chưa phải là gà thiệt. Nếu bác nói ôi chị nhờ chị giúp cho em, lo cho cái cô bên này giùm em đi. Ồ, con gà nó khoái lắm. Tại vì nó biết, nó đi chăm sóc người khác. Thì đó là cái màng gà, là cái màng rất là chăm sóc. Cho nên người ta gọi là con màng gà hay lo lắng đó. Lo lắng là cái chiều mà ấm quá rồi.
Thì cái bài học này nó sẽ khác. Thầy sẽ nói chuyện con gà âm, gà dương. Thì thầy sẽ nói trong một cái đề tài khác. Nhưng mà in general đó, là con gà đúng là cái mạng gà thì nó cần được chăm sóc, nhưng mà nó lại cần đi chăm sóc người khác. Nó cần sự ấm áp và nó thích đi làm cho người ta ấm lắm. Đó. Và nó khỏi chăm sóc, nhiều khi chăm sóc rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà con gà nó có khả năng gì? Khả năng rất là quan trọng, là khả năng làm cho người ta ấm áp. Đó. Chăm nom và ban cho người ta cái nỗi mà ấm áp. Các bác thấy cái này hay không bác? Tại vì là cái khả năng và cái cần là giống nhau hệt luôn. Và con gà là người ta nói ô con gà thích bơi, cái chuyện bơi nó bơi lên cái chuyện xấu người ta không có đâu. Tại vì cái mặt bốn con gà nó bơi, thật sự nó bơi ra những cái con trùng cho người ta ăn thôi, cho mẹ con gà con ăn thôi. Nhưng mà cái khả năng của con gà là nó chăm sóc, còn người nói con gà trống là đi chơi hoa không có đâu. Con gà trống là cũng chăm sóc nguyên cả cái đàn gà của nó. Cái đặc tính chăm sóc nó kinh khủng lắm. Bọn nói con trâu nó có chăm sóc đàn không? Không. Bọn nói con heo nó có chăm sóc cái đàn nữa không? Không. Con heo đó, nó ngồi đó nha. Mà mấy cái heo con đó, là nó phải đi theo. Con heo nó không bao giờ nó chạy đi tìm mấy con heo con rồi bảo. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Con heo đó, heo mẹ đó, heo nái đó, là nó đứng đó đó. Và nhiều khi đó, con heo con đó, là bị người ta lấy đi nào cũng biết đó. Nhưng mà con gà không có đâu. Con gà nó thà chết nhưng mà nó giữ cho mấy con heo, cho mấy con gà con của nó. Nó chết thay cho những con gà con của nó được. Nó chăm sóc, nó hy sinh được. Con heo thì là không có chuyện đó. Con heo nó không làm được chuyện đó. Rồi nó bày tỏ cái quan hoài của mình bằng cách là gì? Nó tần lòng mà nó chăm sóc người ta. Người mà tuổi heo đó nó khác với người tuổi gà ở con chỗ đó. Là cái người tuổi heo thì là nó thành thật, nó lắng nghe, nó ngồi cạnh, nó be present. Nhưng mà người tuổi gà đó là không phải be present. Người tuổi gà là serve. Serve nghĩa là wholeheartedly. Nghĩa là nó chăm sóc, nó phục vụ, nó kỹ càng từng giây, từng ly, từng tí cho tới hết lòng luôn mà. Nó gà nó kính lắm rồi. Thế nên là mình cũng khỏi bỏ tiền gà trong tủ lạnh ăn chicken. Kentucky Fried Chicken mình ăn cũng khoái lắm. Nhưng mà con gà là nó cực kỳ hay, là nó hết lòng hết dạ chăm sóc tới nơi. Và do đó nếu mà bạn mà sống với con gà đó mà bạn không biểu cái tánh của nó đó, bạn không cho nó chăm sóc cũng được, nó ghét lắm. Và nó bày tỏ là một cách là hết lòng, nó hết dạ, nó chăm sóc. Hết lòng nghĩa là nó chăm lo cho tới nơi tới chỗ luôn. Và nó quên mình, nó xả mình, nó xả thân. Thế nên cái người tuổi gà là có cái chuyện đây, thí dụ bác ở nhà đó, vợ bác là tuổi gà cái gì, bác bệnh á thì bà vợ bác lo cho bác dữ lắm. Nhưng khi bà vợ bác bệnh á, bà ta không chịu lo cho bà. Bà không lo cho bà không nhiều khi không đi bác sĩ, nhiều khi không lo gì cả. Bà không biết lo cho mình nhưng bác biết lo cho người chồng của bà đó. Thành ra trong trường hợp đó là bà phải biết đó, tại ra cái tuổi gà là nó cần người ta được chăm sóc, cho nên nó không tự chăm sóc cho chính nó. Mà cái đó là cái chuyện mà nó xảy ra thường thường với tất cả những cái người đó mà trong cái nhóm mà gia súc. Nhưng mà tuổi gà đặc biệt là cái tuổi mà ít khi nào nó lo cho chính nó bằng lo cho người khác, lo cho người khác nhưng lo cho chính nó. Thành ra trong trường hợp đó thì bà cũng đừng nên có buồn hay là nói tại sao mà má không lo cho má đi, má cứ lo cho ba hoài vậy, má tự lo cho má đi. Nhưng mà tôi tuổi gà, tôi chịu, tôi biết lo cho người ta, tôi không lo cho tôi được. Bác đừng có buồn. Mà nếu trường hợp mà cùng lắm thì bác roti con gà cho xong cho nó khỏe. Ok. Rồi con trâu. Con trâu là cái con vật này nó cũng hay lắm, nó bự to con vô cùng. Cái sừng của nó đó, nó mọc phía sau, nó cái sừng nó không phải để giết người. Cái sừng nó để dọa thôi. Cho nên là con trâu thường hay dọa lắm ơi, nó làm cái điều bộ là mình thấy sợ thôi. Chứ nó không có cái gì thiệt hết trơn. Nó không có đánh ai, không giết ai, không ăn ai. Nó bự vậy thôi à. Cái sừng của nó đó là cái sừng trâu đó, là không phải để đánh lộn. Nó nói để hút người ta, nhưng mà chỉ hút cái người đồng loại với nó thôi. Thì con trâu nó cần cái gì các bác? Nó cần sự cảm thông vô cùng. Nó cần người ta là hiểu biết nó, cảm thông nó. Vì là nó bự nó to con để làm cái chuyện gì?
người ta sử dụng nó để mà cày. Nhưng mà nếu mà người ta không sử dụng nó đi cày thì bạc đồ bạc con trâu nó làm cái gì? Con trâu nó trở thành vô dụng, suốt ngày nó ngồi trong đầm ruộng thôi. Cái đầm, cái ruộng đó tượng trưng cho cái dục vọng của con người. Cho nên con trâu mà không có chuyện làm đó là nguy hiểm vô cùng. Là con trâu nó trở thành vô dụng, nó tối ngày nằm trong đầm, trong lầy thì nóng quá. Con trâu đa số nằm trong cái sự nhiệt đới, nó không có ở trong cái sự California này của mình, nó không có ở trong cái hàng đời được. Cho nên là nằm ở trong cái chỗ mà mình gọi là đầm ruộng để cho nó mát. Và cái đó nói rằng là cái người tuổi trâu đó là cái người đó phải cần được sử dụng. Mà khi được sử dụng thì mình đừng có tức tối, buồn, cứ nghĩ rằng ô sao bị lợi dụng. Không, có việc làm là tốt lắm. Bây giờ nói cái chuyện mà cái gọi là cái công tác, công việc đó, thì trong tử vi là có cái cung gọi là cung quan, quan lộc. Thì cái người tuổi trâu là cái người mà sống ở trong công việc. Cái người tuổi trâu đó mà không sống trong công việc là nó buồn lắm các bác ơi. Là ở nhà mình là nó chết. Là vì người tuổi trâu sẽ cảm thấy rằng là mình không được trọng dụng. Cho nên đó, ngược lại đó, là người tuổi trâu cần được trọng dụng và cần được thấy rằng là mình có khả năng làm việc và cái khả năng của mình phải được cảm thông, được khen. Cho nên là mình cần được khen vô cùng, mình cần được cảm kích và được khen. Thì các bạn thấy này, cái người mà tuổi Dậu này thì được chăm sóc, còn người tuổi Trấu này thì được cần được cảm thông và cảm kích. Cảm thông, cảm kích, cảm động. Các bà có cái chữ cảm nào bà lôi ra hết đi. Thì con trâu này nó da nó dày lắm, rờ nó không nhầm như trơn đó. Cảm kích, cảm thông, cảm động, nó cần cái đó. Và nó có khả năng là nó làm việc dữ lắm. Nếu mà bà cho nó làm việc, còn không là ở trong bụng là tối ngày là nó không làm cái gì trơn là chết. Là nó đi vô trong cái thế giới của dục vọng, thế giới của sa đọa, thế giới mà chẳng có cái ý nghĩa gì trơn. Cho nên cái tuổi đó là cũng rất là quan trọng, là khi bà là tuổi Sửu đó, là bạn phải đi ra, phải có cái việc làm, phải có cái chí hướng, phải có cái hướng đi và phải chịu làm tôi tớ, phải chịu làm khổ. Và nhiều khi bạn không được thưởng, không được cho cái gì cả. Bạn chỉ cần người ta cảm thông và cảm kích và cảm động là đủ sai rồi. Cho nên nhiều khi đó, các bạn tuổi Trấu, các bạn đừng nghĩ rằng là mình phải cần có quyền quý cao sang, hay là mình phải cần người ta nói tới tên mình. Người ta chỉ cần nhìn mình một cái đủ rồi. Cho nên con trâu là nó hay là bạn. Bạn nghĩ con trâu nó nằm như vậy, bạn nghĩ là con trâu nó nằm có vẻ là bướng bỉnh, nó khờ dài, nó chẳng có cái gì trơn, nó nằm yên cục, nó làm gì. Nhưng mà con trâu nó tinh tế, nằm trong bụng nó loài hai cái mắt ra, nó tinh tế lắm. Nó thấy bạc tới vậy, là nó biết, nó cảm được là bạc muốn cái gì. Bạn nên nhớ cái não con trâu nó bướng, cái não con người nha. Đến ngày hôm nay đó, người ta vẫn là thấy được rằng là con trâu đó nó không hại ai cả, nhưng mà nó có một cái trí huệ, có điều nó không được sử dụng trong cái trí huệ đó. Và người ta chỉ sử dụng cái sức mạnh của con trâu là cái sức mạnh nó cày, nó kéo đồ thôi. Nhưng mà người ta chưa có sử dụng cái sức mạnh con trâu để làm cái chuyện gì khác. Do đó, con trâu tượng trưng cho cái sức mạnh tiềm năng đó, làm được nhiều chuyện nhưng mà không được khai thác. Cho nên mình chỉ nói là con trâu có cái khả năng làm việc thôi, chứ mình không biết rằng con trâu nó còn nhiều khả năng khác nhưng mà không ai sử dụng được. Và do đó đó, người ta nghĩ rằng và người ta thấy rằng con trâu đó, như cái bạc chó nó ở nhà đó, trong ruộng, trong vườn nó làm đó, thì cái chỗ nào, cái nhà nào mà có con trâu đó thì cái chỗ đó đó thường thường rất thịnh vượng, vì nó cày ruộng được các bác. Nhưng mà biểu hiện con trâu là hòa bình, là cái sự nhẹ nhàng. Con trâu nó không có sủa, nó không cắn, nó không làm gì. Nó cho mình thấy một cái sự nhẹ nhàng, tự tại. Cho nên cái khả năng con trâu đó, ngoài cái chuyện là nó là cày làm việc được, nó đem tới cái sự an bình cho con người nào mà ở gần nó. Cho nên bạn ở gần con trâu là bạn thấy là cũng vui lắm. Vì cái bản chất của con trâu là cái bản chất mà nó đem tới cái sự an bình. Đây, có khả năng đem tới an bình, đem tới an bình, đem tới một cái sự mà mình trầm lắng, và nó đem tới cái sự cảm thông.
Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là con trâu nó bày tỏ cái lòng quan hoài là bằng cách làm gì? Bằng nó xả thân, nó làm việc, nó xả thân, nó làm giúp mình các bác, nó làm giúp mình, làm giúp. Cách đó là cách mà nó không nói được nhiều, nhưng mà nó bày tỏ bằng cách là nó xả thân, nó làm giúp. Và nó không bao giờ mà nó phải cần là bạc phải cảm ơn nó hết trơn. Quá hay rồi. Bây giờ mình cần con trâu nó cảm ơn, nó phiền lắm. Nó cảm ơn như thế, nó nghe nghe vậy thôi, lỗ tai này nghe lỗ tai bên kia, đàn gãi tai trâu, nó nghe nghe vậy thôi. Nhưng mà bạc cầm tay con trâu một cái, cầm tay cái người tuổi trâu đó, bạc cảm ơn một cái, nhìn mắt nó một cái là nó đủ sai rồi. Và con mắt của con trâu đó là cả một cái vũ trụ. Trong lúc con mắt con gà thì bạc thấy á, ít khi nào bạc thấy là con mắt con gà nó chuyên chú vào một cái hướng thẳng đó, nó nhìn hai bên. Con trâu, mắt trâu nó nhìn hai bên mà nó nhìn thẳng được nữa. Và con trâu đó cũng như là các loài động vật khác, con ngựa đó là có mắt hai bên, nó cũng nhìn thẳng, nhìn hai bên được. À, con chó đó thì con mắt nằm phía trước, nó không nhìn phía sau được, nên con chó có rất nhiều cái điểm mù. Sự trung thủy của mình với người khác đó nhiều khi nó có nhiều, tạo nhiều cái điểm mù. Cái điểm mù là gì? Nhiều khi đó mình không biết là mình lỗi lầm là cái gì. Con heo cũng về các bác, nó nhìn tới trước, nó nhìn ngang, nhìn ngang, nhưng mà nó cũng không nhìn ngược lại phía sau được, nó nhìn ra bên ngoài hai bên cũng được. Con mắt con heo nó cũng độc đáo vô cùng. Chỉ có con chó là cái mắt nó không nhìn ra được phía sau, nó nhìn ra bên ngoài bên ngang, nó nhìn phía trước nhiều hơn. Cho nên trong các con vật này đó là những con vật rất độc đáo, nó nói đến cái nhìn con người của mình, cái nhìn của mình đó, nó rất là tốt. Và con trâu đó, các bạn đừng nghĩ là con trâu cái mắt nó lờ đờ, nó nhìn được, nó thấy hết tất cả vàng sự, nhưng mà nó lại không có expressive như là con mắt của con chó. Nó không biểu hiện ra cái tình thương yêu như là con chó. Cho nên con trâu đó nó kín đáo hơn, cái tình thương nó kín đáo, nó không bày tỏ ra nhiều, mà nó chỉ cần sự cảm thông. Con gà cũng vậy đó, nó cần cái sự cảm thông. Và khi mà thầy nói như vậy thì các bạn thấy là đó là những cái đặc tính mà rất đẹp của con trâu, con gà. Mình sẽ không nói chuyện xấu trong lúc này, mình dành một cái bài khác mình nói cái những cái chuyện mà nó làm cho con bốn con đó nó hư. Bây giờ bạn nhìn cái hình này của thầy, hình này đó nó sẽ cho biết là cái trong cái vòng thân thiết này đó, nó có cái chuyện xảy ra. Cái đó, nếu mà cái người mà thương yêu trong cái vòng tròn đen đó, thì là cái thương yêu và cái sự hiểu biết chung thủy đó. Cái này mình thêm việc thêm cái chữ chung thủy cho nên nó đầy đủ toàn bộ trên này. Chung thủy. Thì trong cái vòng tròn đỏ này đó, thì nó nói tới cái sự cảm thông. Nó tới cái sự cảm kích và cảm động. Và trong cái quan hệ này của mình với là những người này, thầy xin vẽ cái hình cái chữ màu mà cái mũi tên đỏ nha các bác. Cái mũi tên đỏ nói rằng là mình quan hệ với những cái người trong cái vòng tròn của mình đó. Thì đây nè, thì là cảm thông, là cái quan hệ của mình với những người trong nhà mình, những người sống chung với mình đó, là mình phải cảm thông, mình phải thường thường phải cảm kích họ, và mình phải làm sao mà cảm động họ. Ba chữ cảm luôn. Nhưng mà như vậy là chưa có đủ. Tại vì những người trong nhà của mình á, mình cảm thông, mình cảm động, mình cảm kích là chưa có đủ. Mình đừng có tưởng là mình chỉ cảm thông, cảm động là mình đủ rồi. Mình còn có một cái điều rất là quan trọng nữa, một cái điều này cực kỳ quan trọng luôn. Là bởi vì đó, với người thương yêu của mình á, thì là mình chung thủy, mình vui, nhưng mà còn một cái chữ gọi là mình xả thân, mình hy sinh. Cho nên cái chữ quan trọng tất cả đưa tới một cái chuyện là cái chữ hy sinh. Nếu mình không thể hy sinh được cho những người trong cái vòng đó thì mình không làm được cái vòng thân thiết này. Cho nên con trâu và con gà đó là hai cái tuổi đó, cái tuổi dậu và tuổi sửu đó, là mình phải luôn luôn nghĩ tới cái chuyện hy sinh. Nếu mình chỉ nghĩ tới mình thôi là mình chết, là mình đi ngược lại với cái màn của mình. Tuổi dậu và tuổi sửu, mình không thể bao giờ nghĩ tới mình được cái gì, mà mình phải nghĩ làm sao tôi hy sinh, làm sao tôi xả cái thân mạng tôi ra. Thì có như vậy, và mình khi mình xả thân mạng ra, mình không cần đòi hỏi người ta phải hiểu mình cần người ta cảm thông mình. Mình thường người ta cảm kích là đủ rồi. Và nhiều khi đó, người ta nói một câu là cho mình cảm động, và ngược lại mình cảm động, cảm kích và cảm thông người ta. Còn cặp vợ chồng đó là cái hai người đi tuổi sửu cả, thì họ mới tới nói chuyện với thầy. Họ nói tụi con là lúc nào hút nhau cả. Kỵ sửu, hai người đều tuổi kỵ sửu.
Thì thầy mới hỏi hai anh chị húc nhau làm sao. Tụi con bất đồng ý kiến hoài á, đồng ý kiến hoài. Thầy nói bất đồng ý kiến, nhưng mà ngoài chuyện ý kiến ra đó, cái cách sống đó, về tâm hồn, về cái mình gọi là tâm lý như thế nào, à, về cái chuyện đó thì tụi con rất là nhường nhịn nhau, tức là thương nhau, chỉ còn cái là ý kiến là bất đồng. Thế còn ngoài ra đó là thầy hỏi ý kiến bất đồng như vậy thì thường thường là cái chuyện dạy con cái, nhưng mà cái tâm tình với nhau thì là nhiều khi là vợ con nói như vậy thì con hiểu được, thì nó con cũng nói gì đó. Chỉ có cái chuyện ý kiến khi mà nói về, thì ví dụ như nói về chính trị, con theo đảng Cộng Hòa, vợ con theo đảng Dân Chủ, kiểu như vậy đó. Hay là dạy con thì con muốn như thế này nhưng mà vợ con kiểu khác. Hoặc là thí dụ như là nếu mà đi ngày hôm nay mà muốn đi cái đường này mà con đi đường khác thì cãi lộn nhau. Nhưng mà ngoài ra những cái chuyện mà tình cảm với nhau đó thì là ăn uống sống nhau thì nó hài hòa. Thì tụi con không hiểu là thầy nghĩ như thế nào về cái chuyện này và làm sao mà dạy. Thì thầy mới nói như thế này các bạn này, thầy nói là cái vấn đề mà ý kiến bất đồng đó là thường thường lúc nào cũng có cả, người nào cũng có, chứ không phải là hai con sủ mới có, tuổi nào cũng có cả. Cái chuyện bất đồng ý kiến là cái chuyện hay không tốt, nhưng mà làm sao đó mình giải cái chuyện mà bất đồng ý kiến đó, tại làm sao mình không muốn người ta cùng ý kiến với mình, mình chỉ mình làm sao mình chấp nhận ý kiến của kẻ khác. Chỉ còn cái tuổi sủ nó cứng đầu lắm bác, bướng, mình cố chấp vào cái ý kiến của mình, đó là tuổi sủ. Bây giờ khi mình nhận ra là tôi sủ, tôi bướng, thì tự nhiên mình sẽ dễ dàng cảm thông với người kia. Thì thầy nói như vậy xong rồi cái đó thì là một lúc sau thầy cũng biết 6-7 tháng sau thầy gặp lại hai người sủ đó. Thì thầy hỏi bây giờ hai anh chị làm sao. Thì dạ tụi con là hiểu nhau lắm, bây giờ tụi con không cãi lộn với nhau nữa. Thầy hỏi tại sao không cãi lộn với nhau nữa. Thì tụi con biết là người nào bướng là nói anh chị cho mất công. Thì đúng rồi, bướng quá, thôi đừng có nói, mất công. Nhưng mà cái ý kiến ấy là nó phải khác nhau thì mới đẹp được. Ý kiến mà giống nhau thì cái vũ trụ này không có cái gì đẹp cả các bạn. Chỉ còn cái là mình chấp nhận ý kiến người khác hay không. Thầy xin ngừng ở đấy. Và mình xin hẹn tiếp một cái thời đoạn khác để mình tiếp tục về con dê và con ngựa là hai con cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.